Cảm ơn quý khán giả vẫn đang theo dõi chương trình và ngay sau đây sẽ là những bản tin Hoa Kỳ tiếp theo. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Phần tin Hoa Kỳ tiếp theo của chúng tôi cho biết rằng tiến sĩ Anthony Fauci tiết lộ kế hoạch nghỉ hưu vào cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden. Thông tin chi tiết cho biết rằng tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế hàng đầu tại Tòa Bạch Ốc có thể sẽ nghỉ hưu vào cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, theo đó chính là vào tháng Giêng của năm 2025. Đài truyền hình NBC cho biết ông Fauci là người đứng đầu Viện Quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm từ năm 1984. Ông cũng là cố vấn y tế chính của Tổng thống Biden kể từ tháng 1 của năm 2021. Phát ngôn viên của Viện Quốc gia xác nhận rằng tiến sĩ Fauci không có kế hoạch giữ chức vụ quá nhiệm kỳ này. Tuy nhiên, tiến sĩ Fauci chưa cho biết quyết định nào được đưa ra về thời điểm chính xác mà ông sẽ nghỉ hưu. Ông chỉ đơn giản coi thời điểm nhiệm kỳ của Tổng thống Biden kết thúc là một dấu mốc cho kế hoạch nghỉ hưu của mình. Và mới đây, trong ngày 18 tháng 7, ông đã nói với đài truyền hình NBC rằng chắc chắn ông sẽ không giữ chức quá tháng Giêng của năm 2025. Ông Fauci đã bắt đầu sự nghiệp của mình tại Viện Quốc gia từ năm 1968. Và trong hầu hết nhiệm kỳ của mình, ông đã dẫn dắt Hoa Kỳ ứng phó với nhiều cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, bao gồm HIV/AIDS, vi khuẩn Ebola cũng như là Zika. Ông cố vấn cho 7 tổng thống về HIV/AIDS trong suốt 4 thập niên, bắt đầu từ thời Tổng thống Ronald Reagan. Đến năm 2008, thì ông được trao tặng huân chương tự do của Tổng thống vì vai trò của ông trong việc đề ra kế hoạch cứu trợ khẩn cấp căn bệnh S. Và đây cũng là một chương trình mở rộng khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV. Bộ Ngoại giao ước tính chương trình giúp cứu sống 20 triệu người trên khắp thế giới. Và chia sẻ với một kênh truyền thông, một viện chính sách quốc gia Anh, thì ông Fauci cho biết ông hy vọng sẽ được nhớ đến như là một người gắn bó với khoa học và có những đóng góp quan trọng trong nhiều đợt bùng phát từ HIV cho đến gần đây nhất là đại dịch COVID-19. Sang qua bản tin tiếp nối của chúng tôi liên quan tới vấn đề thời tiết, thưa quý vị, nắng nóng lên đến là 110 độ F, tương đương khoảng 43.3 độ C, đã ảnh hưởng tới khoảng 100 triệu người dân tại Hoa Kỳ. Theo thông tấn xã CNN đưa tin, tính tới ngày 24 tháng 7, thì các cảnh báo nhiệt độ cao được đưa ra với hơn 20 tiểu bang. Dự báo nhiệt độ cao nguy hiểm này sẽ ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn của Hoa Kỳ, bao gồm các tiểu bang từ Texas và Louisiana, cho đến Kansas và Missouri. Dự báo thì một số tiểu bang có thể sẽ ghi nhận nhiệt độ cao lên tới 110 độ F. Trung tâm dự báo thời tiết cũng cho biết rằng cái nóng nguy hiểm sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến phần lớn Hoa Kỳ trong tuần này, với hơn 100 triệu người dân đang nằm trong các khu vực có cảnh báo nhiệt độ quá cao hoặc là cảnh báo nóng. Trong khi đó, thì tờ Guardian đưa biết rằng 85 đám cháy rừng lớn đã bùng lên tại 13 tiểu bang, thiêu rụi khu vực rộng hơn 1.2 triệu hecta. Và cũng trong ngày 19 tháng 7, thì 14 đám cháy lớn mới được ghi nhận tại nhiều tiểu bang, bao gồm có 7 đám cháy ở khu vực rừng Texas, 2 đám cháy ở Alaska và 2 ở Washington, 1 đám cháy ở Arizona và 1 đám cháy ở California. Hơn 6.800 nhân viên cứu hỏa và nhân viên hỗ trợ khác đã được điều động đến để ứng phó với vấn đề cháy rừng trên khắp Hoa Kỳ. Theo hệ thống có tên là Oklahoma Mesonet, hay còn gọi là hệ thống cập nhật thời tiết chung của Trường Đại học Oklahoma, thì toàn bộ tiểu bang Oklahoma ghi nhận nhiệt độ 103 độ F, tương đương khoảng 39.4 độ C trong ngày 20 tháng 7. Và tài khoản của nơi đây cũng cho biết trên Reader rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử hệ thống theo dõi của chúng tôi có từ năm 1990, có tới 120 địa điểm đạt mốc đó trong cùng một ngày. Và cũng trong ngày 20 tháng 7, thì chúng tôi đã ghi nhận tất cả những địa điểm theo dõi đạt mốc 100 độ F trở lên.
Còn riêng tại New York thì thống đốc Katie Hochul kêu gọi người dân nên ở trong nhà và cố gắng kiểm tra tình trạng của những hàng xóm trong đợt sóng nhiệt này, đặc biệt nếu họ là những người cao tuổi, có trẻ nhỏ hoặc là những người khuyết tật. Chuyển qua Texas, bản tin của chúng tôi cho biết rằng cư dân được yêu cầu tiết kiệm nước do vấn đề hạn hán và nắng nóng kỷ lục. Người dân tại Texas đang được yêu cầu là phải tiết kiệm nước do tình trạng hạn hán và một đợt nắng nóng gây nguy cơ thiếu hụt nguồn nước trong khu vực. Đại diện của Thế cục North Texas cho biết rằng họ đã kêu gọi các khách hàng phải cắt giảm việc sử dụng nước ngay lập tức, đặc biệt là nước sử dụng ngoài trời. Giới chức tại đây cho biết rằng chúng tôi phục vụ khoảng 2 triệu khách hàng ở khu vực phía bắc của Texas, bao gồm thành phố Plano và North Dallas County, bất ngờ ngừng sản xuất nước và thực hiện bảo trì tại một trong 4 nhà máy vào cuối tuần qua nhằm tái lập khả năng lọc nước một cách đầy đủ. Và cũng chính thông báo bảo trì nhà máy này kết hợp với hạn hán trong khu vực và lượng nước tưới tiêu ngoài trời ngày càng tăng. Và đó chính là lý do mà tại sao giới chức tại đây yêu cầu khách hàng phải giảm lượng nước sử dụng cho đến ít nhất là ngày 24 tháng 7. Và theo cơ quan giám sát thì phần lớn Texas đang hứng chịu tình trạng hạn hán. Các thành phố như là Plano và Dallas đang trải qua hạn hán từ mức trung bình cho đến trầm trọng. Và các giới chức cũng đã yêu cầu người dân phải giảm lượng nước sử dụng. Ngoài ra, giới chức cũng yêu cầu người dân giảm lượng nước sử dụng khi nhiệt độ lên mức cao nhất trong mọi thời đại tại Hoa Kỳ cũng như là châu Âu. Các khu vực như là Dallas và Fort Worth có nhiệt độ lên tới 110 độ F, tương đương 43.3 độ C trong ngày 24 tháng 7. Nhưng khi khối không khí nóng hơn đến 100 độ F di chuyển về phía đông, tình trạng nắng nóng và hạn hán tại tiếp diễn thường xuyên suốt mùa hè. Nước không phải là dịch vụ tiện ích duy nhất phải đối mặt với thiếu hụt trong điều kiện thời tiết như hiện nay. Vào tuần trước thì công ty điện Electric Reliability Council of Texas cũng đã kêu gọi người dân tại đây phải tự nguyện tiết kiệm điện trong hoàn cảnh nhu cầu năng lượng đã tăng cao do nhiệt độ quá nóng. Tuy nắng nóng, tình trạng mây bao phủ ở một số khu vực khiến cho tiểu bang này không có đủ điện từ năng lượng mặt trời. Sang qua Hawaii, bản tin của chúng tôi cho biết rằng núi lửa Kamauehukanaloa nằm sâu dưới đáy biển thức dậy. Theo đài quan sát núi lửa tiểu bang Hawaii đã ghi nhận sự gia tăng hoạt động địa chấn từ một ngọn núi lửa có tên là Kamauehukanaloa trong ngày 16 tháng 7 vào lúc 2 giờ sáng. Theo đó, chỉ sau 24 giờ, ngọn núi lửa này đã gây ra 20 trận động đất với cường độ từ 1.8 cho đến 3 độ Richter. Các chấn động địa chấn được đo bằng xung năng lượng địa chấn sau 15 đến 20 giây. Hoạt động này vẫn đang tiếp tục và đến nay có 24 trận động đất được ghi nhận. Nhưng điều đáng mừng là đến nay không có thiệt hại nào đối với các tòa nhà gần đó, cũng như không có cảm giác rung lắc trong các chấn động. Kamauehukanaloa là một trong những ngọn núi lửa nằm sâu dưới nước, cách bờ biển phía đông nam của Hawaii 35 km. Theo truyền thông cho biết, đỉnh của núi lửa này thấp hơn mực nước biển khoảng 975 mét. Hoạt động động đất từ ngọn núi lửa này được ghi nhận từ đầu thập niên 1950. Và đợt động đất lớn nhất xảy ra từ tháng 7 cho đến tháng 8 của năm 1996. Trong thời gian này thì hơn 4.000 trận động đất được ghi nhận và 95 trong số đó đạt cường độ từ 4.0 đến 4.9 độ Richter. Đến năm 2020 thì có 100 trận động đất được ghi nhận tại ngọn núi lửa này, trong đó có gần 20 trận động đất với cường độ từ 3.0 đến 3.9 độ Richter. Do đỉnh núi lửa này nằm sâu dưới mực nước biển nên không có thiết bị giám sát bên trong. Tuy nhiên thì các nhà khoa học có thể ghi lại hoạt động của núi lửa bằng cách sử dụng máy đo địa chấn trên đất liền. Theo tiến sĩ Ken Horn, một nhà khoa học phụ trách đài quan sát núi lửa Hawaii cho biết rằng núi lửa này ở sâu trong lòng đại dương sẽ không đe dọa đến quần đảo Hawaii. Và dù nó đang gia tăng hoạt động thì cả hai núi lửa khác là Mauna Loa và Kilauea gần đó đều không cho thấy sự hoạt động nào. Tiếp nối bản tin của chúng tôi cho biết rằng hai công ty của Hoa Kỳ có thể bay tới sao hỏa trước SpaceX. Thưa quý vị, hỏa tiễn của Relativity Space sẽ phóng trạm đổ bộ của Impulse Space tới hành tinh đó vào năm 2024 nếu tất cả diễn ra theo đúng kế hoạch. Theo đó, hai công ty vũ trụ khởi nghiệp tại California, chính là Relativity Space và Impulse Space
trong ngày 19 tháng 7 thông báo, họ đang hợp tác để có thể phóng nhiệm vụ thương mại đầu tiên tới sao Hỏa vào năm 2024, sớm hơn nhiều năm trước chuyến bay đầu tiên của công ty SpaceX, công ty nổi tiếng với kế hoạch dài hạn nhằm thiết lập khu định cư trên hành tinh đỏ. Tờ Newsweek đưa tin rằng Relativity Space sẽ cung cấp một hỏa tiễn có tên là Terran R in 3D, có thể tái sử dụng cho nhiệm vụ, trong khi Impulse Space thì phụ trách chế tạo phương tiện du hành tới sao Hỏa và trạm đổ bộ để đặt thiết bị trên bề mặt của hành tinh này. Khung thời gian 2024 sẽ cho nhiệm vụ đó chính là Relativity Space và Impulse Space qua mặt công ty của cả vị tỷ phú Hoa Kỳ đó chính là Elon Musk. Công ty SpaceX có thể hạ cánh nhiệm vụ thương mại trên sao Hỏa vào cuối thập niên này. Và điều này được biết đến đó chính là do chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty Sourcewell cho biết rằng hiện nay công ty SpaceX chưa đưa ra mốc cụ thể thời gian cho chuyến bay tới sao Hỏa. Và nếu như hai công ty mới khởi nghiệp đó chính là Relativity và Impulse có thể thực hiện kế hoạch này thì họ sẽ là những công ty thương mại đầu tiên có thể đặt chân tới hành tinh đỏ. Relativity Space được thành lập từ năm 2015 và đã thu hút được hơn 1 tỷ Mỹ Kim vốn đầu tư. Công ty này cũng đi tiên phong sử dụng loại máy in 3D kim loại để sản xuất thân và động cơ của hỏa tiễn, giúp giảm độ phức tạp của chuỗi cung ứng và thời gian phát triển. Hiện nay thì công ty Relativity Space đang vận hành hoặc là phát triển nhiều cơ sở phóng và cơ sở hạ tầng có liên quan ở căn cứ không quân Hoa Kỳ và NASA. Nhiệm vụ trong năm 2024 sẽ là nhiệm vụ phóng hỏa tiễn Terran R đầu tiên của công ty này. Còn công ty Impulse Space thì được thành lập từ năm 2021 và hiện nay có khoảng 40 nhân viên. Công ty hướng tới vận chuyển hàng hóa với chi phí thấp trong không gian để khách hàng có thể tiếp cận bất kỳ quỹ đạo nào. Họ tập trung vào việc tạo ra phương tiện linh hoạt để chở hàng ở chặng cuối. Và nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty Impulse Space chia sẻ rằng một trong những thách thức lớn nhất là khi hạ cánh trên sao Hỏa, đó chính là giai đoạn rơi qua khí quyển, đòi hỏi lớp vỏ bao bọc trạm đổ bộ để phương tiện sống sót sau cú rơi. Với sự kết hợp của hai đội ngũ này thì chúng tôi tin chắc rằng nhiệm vụ lịch sử này sẽ diễn ra thành công. Một lần nữa, mời quay xin phép tạm ngưng chương trình và sẽ quay trở lại ngay với những bản tin tổng hợp tiếp theo.